Chương trình Ngôi Sao Ngày Mới ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người mẫu Khánh Linh và cùng lắng nghe những chia sẻ của cô về bí quyết giảm cân để có thể tự tin khi sải bước trên sàn catwalk các bạn nhé. Được biết đến là thế hệ người mẫu trẻ năng động, Khánh Linh luôn chứng tỏ được khả năng làm chủ sân khấu cũng như phong cách trình diễn đầy ấn tượng và cuốn hút khán giả. Và đối với công việc người mẫu thì ngoại hình luôn đóng vai trò quan trọng. Chính vì vậy, Khánh Linh luôn quan tâm tìm kiếm những phương pháp làm đẹp để sao cho cô thật tự tin mỗi khi trình diễn trên sàn catwalk. Và có lẽ mối quan tâm hàng đầu của Khánh Linh chính là làm thế nào để có được một vóc dáng thon gọn với các số đo hoàn hảo. Và địa điểm làm đẹp mà người mẫu Khánh Linh tin tưởng lựa chọn cho việc làm thon gọn vóc dáng của mình chính là Thẩm mỹ Quốc tế Bali tại 601 Kim Mã, Hà Nội. Tại Thẩm mỹ Quốc tế Bali, người mẫu Khánh Linh đã được đội ngũ bác sĩ hơn 10 năm kinh nghiệm kiểm tra chỉ số BMI để xác định đúng trọng lượng và số cân các vùng cần giảm. Với vóc dáng và số đo hiện tại của Khánh Linh, các bác sĩ đã tư vấn cho cô sử dụng công nghệ giảm cân Liposonic, phương pháp giảm cân an toàn và hiệu quả nhất trên thế giới. Người mẫu Khánh Linh chia sẻ rằng cô rất tin tưởng khi được bác sĩ tại Thẩm mỹ Quốc tế Bali cho biết Liposonic là công nghệ giảm béo hoàn toàn không phẫu thuật, không xâm lấn cao nhất hiện nay. Công nghệ này cho hiệu quả với bất cứ vùng cơ thể nào có mỡ dày từ 1,3cm trở lên. Và còn một điều nữa tuyệt vời hơn mà người mẫu Khánh Linh rất thích ở công nghệ giảm béo Liposonic đó là trong suốt quá trình điều trị cô không phải nghỉ làm, không ăn kiêng, khỏe mạnh. Với công nghệ giảm béo Liposonic, người mẫu Khánh Linh chỉ mất 1 giờ duy nhất cho các vùng cần trị liệu để có được vóc dáng thon gọn, cơ thể săn chắc. Đây là điều mà những người đẹp, người nổi tiếng, đặc biệt là các người mẫu rất quan tâm và ưa chuộng. Và cũng chỉ sau 1 giờ điều trị, người mẫu Khánh Linh đã cảm nhận được rõ rệt hiệu quả của từng vùng điều trị. Hãy lắng nghe những chia sẻ của cô. Khánh Linh vừa được trải nghiệm công nghệ giảm béo Liposonic tại Thẩm mỹ Quốc tế Bali và Linh cảm thấy rất bất ngờ vì chỉ sau 1 giờ đồng hồ thôi, hoàn toàn không phẫu thuật hay xâm lấn. Công nghệ hiện đại Liposonic giúp Linh nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn và đặc biệt là vùng bụng. Xin cảm ơn Thẩm mỹ Quốc tế Bali rất nhiều. Cũng như người mẫu Khánh Linh, rất nhiều người đẹp, diễn viên, người nổi tiếng, những MC truyền hình đều có chung một nỗi lo là vóc dáng không cân đối, mất tự tin khi dẫn các chương trình trên truyền hình cũng như khi xuất hiện trực tiếp trước công chúng. Điều này thực sự là một điều mà các người đẹp, người nổi tiếng thực sự lo lắng. Họ luôn nỗ lực hết mình để gìn giữ vóc dáng và thân hình thon gọn. Tuy nhiên, không phải sự nỗ lực nào cũng cho hiệu quả như mong muốn. Bởi thực tế thì không phải công nghệ giảm béo nào cũng cho hiệu quả an toàn và nhanh chóng như Liposonic. Và đó là lý do mà Thẩm mỹ Quốc tế Bali đã đưa công nghệ giảm béo số 1 của thế giới về Việt Nam và đã có hàng nghìn khách hàng đã điều trị thành công với Liposonic tại Thẩm mỹ Quốc tế Bali. Vậy lý do là gì? Hãy lắng nghe những chia sẻ của họ. Trước đây thì vòng eo của Nhung không được thon gọn, nhiều mỡ thừa. Thế nên là Nhung thường tốn rất nhiều thời gian khi lựa chọn trang phục cho mình mỗi lần biểu diễn hay là mỗi lần trình diễn trên sàn catwalk. Và Nhung đã tìm đến Thẩm mỹ Quốc tế Bali theo lời khuyên của một người bạn. Và tại đây thì sau 1 giờ duy nhất điều trị với công nghệ Liposonic thì Nhung đã giảm hẳn 1 size quần. Và hiện tại thì với vóc dáng thon thả, Nhung đã thấy tự tin hơn rất nhiều mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Xin cảm ơn Thẩm mỹ Quốc tế Bali. Còn những chuyên gia hàng đầu về giảm béo trên thế giới, họ nói gì về công nghệ Liposonic? Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy công nghệ Liposonic phá hủy triệt để các mô mỡ mà không gây tổn thương da, không có tác dụng phụ, không chỉ đem lại hiệu quả giảm ít nhất là 2,5cm sau 1 giờ điều trị, mà kết quả điều trị với công nghệ Liposonic còn tiếp tục giảm trong vòng từ 8 đến 12 tuần. Đây là khoảng thời gian cần thiết để cơ thể thực hiện quá trình chuyển hóa tự nhiên cho các tế bào mỡ được điều trị. Vùng điều trị sẽ thon gọn đi mỗi ngày một cách rất tự nhiên mà không phải lo lắng da bị nhăn nheo, chảy xệ. Với công nghệ Liposonic thật nhẹ nhàng và nhanh chóng, bạn có thể sở hữu một cơ thể cân đối, thon thả. Độ an toàn của công nghệ này cũng đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA kiểm nghiệm và chứng nhận. Luôn nỗ lực và không ngừng tìm kiếm những công nghệ và phương pháp làm đẹp trên thế giới là một trong những thế mạnh của Thẩm mỹ Quốc tế Bali. Những chuyến làm việc hợp tác, trao đổi và các chương trình ưu đãi mà các hãng dành cho Thẩm mỹ Quốc tế Bali đem đến cho khách hàng Bali có nhiều cơ hội để được các chuyên gia hàng đầu trên thế giới trực tiếp thăm khám, tư vấn miễn phí và điều trị với mức chi phí cực kỳ hấp dẫn. Với mục tiêu hàng đầu là mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, giữ uy tín thương hiệu trên thị trường, Thẩm mỹ Quốc tế Bali luôn cung cấp cho khách hàng những dịch vụ làm đẹp cao cấp nhất cùng với chất lượng phục vụ tốt nhất. Cũng chính bởi phong cách chuyên nghiệp này mà Thẩm mỹ Quốc tế Bali đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các hãng công nghệ thẩm mỹ danh tiếng. Đó chính là sự khác biệt của trung tâm làm đẹp đẳng cấp của Hà Thành. Liên hệ Thẩm mỹ Quốc tế Bali, địa chỉ 601 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 01686463463, 0945368989, 0437246690, website www.thẩmmỹquốctebali.com, Facebook www.facebook.com/thẩmmỹquốctebali.